Thi ơi, con làm gì đó? Ê! Hả? Đang làm gì vậy? Cho Thi Huynh coi coi. Đây, làm gì đó con? Trời đất ơi! Thằng chả đang nhậm nấm vú. À, ngủ đi. Ngậm nấm vú ngủ đi nha. Ngủ nằm lật ngửa lên ngủ. Biết cái chiêu của con đâu rồi? Hả, biết cái chiêu đâu? Bạn con đâu rồi? Không cho ngậm nấm vú rồi nó ồn ào ồn ào. Biết cái chiêu. Nhìn nó vú vậy đó mới ngủ á. Rồi bây giờ tôi đi làm nha. Nhà ngoan nha, tôi đi gặp khách hàng cái. Ngủ ngon nha. Ngủ nấm vú coi. À, chả nấm vú nè. Chả nấm vú. Không có nấm vú là không chịu nằm yên ngủ. Rồi. Rồi ngủ đi nha. Đi lớn lên tôi dài cho đi đụng rác nha. Nha. Dạy cho bắt cá đâu mà dạy cho đi lượm rác ở dưới biển cho tôi ôn nghe chưa? Lượm rác dưới biển cho tôi thưởng cho. Tôi dạy cho bảo vệ môi trường biển giống như tôi ôn nha.